Xin chào quý khán thính giả đang nghe truyện trên kênh nghe đọc truyện tiên hiệp kiếm hiệp của Trần Dân trên Youtube. Hôm nay Hoàng Vinh xin gửi đến các bạn tập 78 bộ truyện trọng luyện cửu thiên tác giả H. Sơn Lão Quỷ, nguồn truyện tiên dực.com, người dịch Alo1231. Xin cảm ơn một bạn có nickname là Dấu Tên đã đồ nay ủng hộ kênh Trần Dân Vlog và Hoàng Vinh qua tài khoản Việt Công Băng. Một lần nữa xin cảm ơn bạn Chúc tất cả các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 609 Bạch Phát Quỷ Dương Tông chủ Thái Bạch Tông nhìn đám mây đen kia đã sắp đến gần, trong lòng hơi gấp, nói một lần nữa. Chư vị hãy nghe một lời của ta. Yêu ma đã sắp đến đây rồi, chúng ta đã sớm có biện pháp ngăn địch. Ngược lại là không cần chư vị tương trợ, xin hãy mau mau rời đi. Cái gì? Quả nhiên là có yêu ma muốn gây phiền phức cho cổ thông lão tiền bối sao? tức chết ta rồi. Cổ thông lão tuyên bối từ trước đến nay Lòng dạ từ bi nghĩa bậc dân thiên đầu yêu ma nào dám đã thương lão tuyên bối chứ? Lã gan của vị tông chủ thái bà tông này cũng quá nhỏ chúng ta nhiều người như vậy còn phải sợ bọn hắn à? Hiển nhiên bên ngoài càng nói càng loạn không rõ ràng. Tông chủ thái bà tông nhíu mày quay đầu hỏi lão đan sư cổ thông người mời ai tới vậy? Trong lúc cấp thiết có thể tìm được nhiều người như vậy cũng rất là không tệ, lão quái ta có một chút thanh danh, bình thường có không biết bao nhiêu người tới cầu ta luyện đan, cũng đã kết không ít thiện duyên, nghe thấy ta gặp phiền phức đều chạy tới hỗ trợ thôi, nhất thời rối ren cũng là có. Lúc này lão đan sư Cổ Thông lộ ra thần sắc xoắn xít hắn cảm thấy mưa gió nổi lên, cũng biết lo lắng của tông chủ Thái Bạch Tông không phải là giả. Lúc này ta khó động linh lực không chấn nhiếp được bọn hắn hay là ngươi hãy bảo bọn hắn giải tán đi tông chủ tha bà tông thở dài một tiếng nhìn phía bên ngoài khoang thuyền nói với lão đan sư cổ thông ngươi nhìn bọn hắn hưng phấn muốn giúp sức như vậy ta nói chuyện có tác dụng sao chứ lão đan sư cổ thông bất đắc dĩ nói lại tận lực giảm thấp âm thanh nói huống hồ nếu yêu ma thật sự mà tới vậy thì có người trợ giúp không tốt hơn hay sao bằng không mà nói ngươi thật sự muốn chết ở đây à? Ta thấy bên ngoài cũng có không ít người đến, không bằng lát nữa, mọi người cùng nhau che chở thuyền pháp. Trước tiên thừa cơ, chạy rồi lại nói, ta lại giết thêm mấy phong thư, mời thêm mấy người lợi hại tới. Nghe chủ ý của lão đàn sư cổ thông, sắc mặt của tông chủ Thái Bạch Tông âm trầm hơn mấy phần, thấp giọng nói. Vô dụng, nếu tới chỉ là thần vệ tôn phủ phổ thông, bọn hắn còn có thể ngăn cản một chút nhưng mà nhìn cổ khí thế kia chỉ sợ là đồ vật tới không phải là nhiều người có thể ngăn cản được lão đan sư cổ thông nghe thấy liền ngẩn ngơ thấp giọng nói đã như vậy vậy thì ngươi chẳng phải là sẽ chết chắc sao tông chủ thái bà tông thở dài một tiếng vừa định nói chuyện liền thấy trong sự hỗn loạn tưng bừng bên ngoài đã có người chạy tới bao vây bên cạnh thuyền pháp còn có người lớn tiếng la hét cổ thông lão tiền bối đừng có sợ chúng ta che chở ngài rời đi nhìn thử yêu ma gì kia còn chưa nói hết lời thanh âm quỷ khóc thần gào trở nên to rõ mảnh mây đen kia trùng trùng điệp điệp cuốn tới ô cái quái gì thế có người ở ngoại vi vừa lúc ngên đón mây đen lập tức lên tiếng hét lớn tế pháp bảo đánh tới nhưng không nghĩ tới mây đen kia đi tới phụ cận bỗng nhiên tản ra giống như sương mù dày đặc bao phủ mảnh đại địa này lập tức bao trùm những tu sĩ đang nhao nhao hét lớn vào bên trong những người này lập tức kinh hãi chỉ cảm thấy ma ý cuồn cuồn trước mắt một mảnh đen kịch vụ giả tế khởi các loại pháp bảo có thể soi sáng chiếu tới giữa không trung xem xét lập tức hít vào một ngụm khí lạnh chỉ thấy ở giữa không trung rõ ràng là một con quái vật hình người mặc áo choàng trắng tóc trắng phơ chiếc áo choàng mà quái vật mặt không nhớm bụi trận thẳng và gọn gàng, giống như là linh mục, chỉ có mái đầu bạc trắng rối tung, giống như yêu ma. Mà. mà sắc mặt của hắn cũng lộ ra màu trắng bệt giống như tuyết, thậm chí cả con người cũng đều là màu trắng. Hết lần này tới lần khác, cả người của hắn đều trắng lóa mắt, nhưng mà lại giống như là dẫn đi tất cả ánh sáng, khiến cho ba trượng quanh người của hắn trở nên đen nhánh. Giống như mang theo bóng đêm theo người, đi tới chỗ nào bóng đêm liền bao phủ ở nơi đó, mà trong bóng đêm dày đặc đến cực điểm kia lại có thể nhìn thấy ma ảnh màu đen lờ mờ bay lượn lung tung mỗi một ma ảnh đều đáng sợ dị thường mang theo khí tức khủng khiếp lộ ra ma trảo dữ tợn trong nháy mắt liền cắt đứt đầu của một tu sĩ gần đó không tốt yêu ma rất là lợi hại mau lui lại đi đây là thảm họa rồi kẻ này giống như là bạch phát quỷ dương một trong bốn đại quỷ thần tôn phủ cung phụng ầm ầm một trận những tu sĩ bị khói đen che phủ kia lập tức hoảng loạn chạy trốn tứ phía nhưng sau khi sương mù đen thổi qua lại không thấy một ai trốn được ngược lại là có không ít chân cục tai đứt đầu người máu tươi rơi từ trong sương mù đen cuồn cuộn đó đó là cái thứ quỷ gì thế yêu ma này cực kỳ lợi hại những tu sĩ che chở chung quanh thuyền pháp lập tức kinh hãi trơ mắt nhìn khoảng chừng 100 vị đồng đạo bị khói đen che phủ, sau đó bị giết chết trong lúc thoáng qua. Bọn hắn làm sao có nửa điểm chiến ý, vội vàng lui về phía sau. Còn có một số người hận là không thể tiến vào trong thuyền Pháp mà sương mù đen kia thì là một chút cũng không ngừng. Càng lan ra càng lớn giống như là một tấm màn đen che trời vậy, bao phủ thẳng về phía thuyền Pháp. Cổ thông lão tiền bối, ta còn có chuyện liên quan ở trong người, xin xin cáo từ trước nghe. Ta ta bỗng nhiên nhớ tới nương tử đang chờ sinh ở trong nhà, ta cũng phải trở về đỡ đẻ thôi. Cái con quái vật kia, hãy chờ ở đấy, ta về nhà lấy phá bảo đến sẽ đánh một trận với ngươi. Những tu sĩ trước đó còn muốn đánh nhau chết sống diêu mà kìa, rốt cuộc vẫn sợ dở mật. Thừa dịp sương mù đen còn chưa hoàn toàn bao phủ thuyền pháp, một người nối tiếp một người, xoay người bỏ chạy trong miệng nói năng lung tung đã không biết mình đang nói cái gì nữa mà sương mù đen kia cũng không có ngăn cản cố ý để là một lỗ hổng mặc cho bọn hắn chạy trốn trong khoảnh khắc mấy trăm người đến trợ giúp đã trốn sạch chỉ còn lại chiếc thuyền pháp này trôi nổi trong sương mù đen chung quanh hoàn toàn tĩnh mịch giống như là ngay cả thanh năm cũng đều bị nuốt chửng yên tĩnh đến đáng sợ mà trong sự im lặng chết chóc ma ảnh lại đột nhiên phun trào sương mù đen giống như bầy cá dưới đáy biển chỉ nhìn thôi liền khiến cho người ta cảm thấy tê cả da đầu sương mù đen co lại sau đó phồng lên giống như là muốn xông vào trong thuyền pháp vậy hù cho phương quý dừng tóc lên trong tay đột nhiên nắm chặt hát thạch kiếm ngăn ở trước người của tông chủ thái bạch tông chỉ là hai chân vẫn run rẩy tốt xấu thì sương mù đen kia chỉ là làm bộ muốn lao vào rất nhanh liền lui trở về, chung quanh hoàn toàn tĩnh mịch một lần nữa. Vào ra, ở sâu trong sương mù màu đen, bỗng nhiên gian lên một thanh năm khàn khàn, quý dị trôi nổi giống như băng tuyết ma sát, nghe không giống như là tiếng người. Chương 610, kỹ năng giả dờ. Sư phụ, làm sao bây giờ? Hắn muốn chúng ta giao tông chủ Thái Bà Tông ra kìa. Tiểu đồng đứng bên cạnh lão đan sư cổ thông đã bị hù cho hàm răng rung cầm cập cơ hồ muốn chui vào trong ngực của lão đan sư cổ thông mang theo tiếng khóc nức nở hô lên chính lão đan sư cổ thông cũng bị hù cho sợ hãi cũng không mạnh hơn tiểu đồng bao nhiêu run rẩy xanh cả mặt nhìn tông chủ thái bạch tông một chút lại liếc mắt nhìn sương mù đen phía ngoài bỗng nhiên nổi lên một cổ bi thương cắn răng nói lát nữa lại giao Người tới là bạch phát quỷ thần sao? Vào lúc này, tông chủ Thái bà Tông chậm rãi đứng lên, ngược lại ngăn trước người phương quý, mở miệng cười nói. Người không cần quản ta là ai, giao vật kia ra đây. Thanh năm kia tỉnh mịch nửa ngày mới gian lên một lần nữa, vẫn là không có chút tình cảm nào khiến cho lòng người chao đảo. Tông chủ Thái bà Tông gật đầu nhẹ, giống như là xác định cái gì, nhàn nhạt ngẩng đầu, nhìn bên ngoài khoang thuyền cười nói sau người lại không tự mình tiến vào lấy. Nghe lời này, sương mù đen ở phía ngoài bỗng nhiên dâng lên, giống như là yêu ma kia đã nổi giận, âm thanh quỷ khóc thần gào gian lên một trận ở bên ngoài khoang thuyền. Lão đan sư cổ thông cùng với tiểu đồng bị hù đã sắp ôm nhau. Nhưng có tông chủ Thái Bà Tông đứng ngăn ở cửa khoang, sương mù màu, màu đen kia thế mà cũng không tràn vào được. Ngược lại, thành âm yêu ma kia dàn lên. Ngươi dùng kiếm chém 12 tà thần, bản lĩnh xác thực không yếu. Chỉ là ngươi đã trúng độc của tuyết nữ, bây giờ chỉ sợ, ngay cả linh tức, cũng đều không động được. Rõ ràng là đang chết dần chết mòn, làm sao dám nói lung tung với bản tôn chứ? Nếu biết ta trúng độc tuyết nữ, vì sao mà ngươi không dám tiến vào? Tông chủ Thái Bà Tông cười cười, chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt, nhìn mảnh sương mù đen kia hỏi sương mù đen tuôn ra một lần nữa vô tận ma ảnh bay lướt giống như là trong nội tâm của ma kia cũng đang đấu tranh gay gắt trong khoang thuyền tất cả đã là hàm răng trên da vào hàm răng dưới sự kinh hoàng cùng với sợ hãi trong nội tâm đã đạt đến cực điểm duy chỉ có tông chủ thái bà tông là vẫn rất bình thản chỉ là phương quý ở sau lưng của tông chủ thái bà tông nhìn thấy tông chủ chắp hai tay sau lưng đốt ngón tay cũng đều đã bóp đến trắng bệch kỹ năng giả dờ của tông chủ thật là đỉnh. Phương Quý nghĩ thầm. Mà âm rít gào ở bên ngoài, trong khoang thuyền chỉ có sự yên lặng và quảng hốt. Tông chủ Thái Bạch Tông cùng với vị quỷ thần ở bên ngoài kia dường như đã trở thành thế gian co. Bây giờ tông chủ Thái Bạch Tông ngay cả linh tức cũng đều không động được, tự nhiên là không thể đi ra bên ngoài chém giết vị quỷ thần kia. Dù sao thì lão đàn sư cổ thông cũng đã nói qua rồi, bây giờ tuyết độc của hắn chỉ là tạm thời đè xuống mà thôi, khẽ động linh tức. Tuyết độc phát tác một lần nữa, nói không chừng cũng có thể lập tức mất mạng. Mà vị quỷ thần tôn phủ ở bên ngoài kia, thế mà cũng giống như là hung danh của tông chủ Thái Bà Tông dọa sợ, nhất thời không dám xông vào. Một màn này làm cho người ta quảng hốt, không dám thở mạnh. Phương Quý nhìn tông chủ Thái Bà Tông trong lòng ngược lại trở nên cảm khái rõ ràng là tai cũng không động được hết lần này tới lần khác còn bình tĩnh như thế đây cũng là bản lĩnh thậm chí có thể nói còn mạnh hơn so với đại la từ bi thủ uy nguyên bất diệt thức phương quý suy nghĩ miên man nếu như có thể học được một phần bản lĩnh này thì tốt biết bao chứ bất quá phương quý lại nắm thật chặt hắc thạch kiếm tông chủ có giả dờ đàng hoàng đến mức độ nào chỉ sợ là cũng không thể dọa sợ dị quỷ thần ở bên ngoài kia, sớm muộn gì cũng sẽ gặp nguy hiểm thôi. Hiện tại hai người bọn hắn dằn co như vậy, nhưng mà dằn co càng lâu lại càng bất lợi đối với tông chủ, vì dù sao dị quỷ thần kia sớm muộn cũng sẽ xông vào thử một lần, tông chủ lại chỉ có thể đứng ngay ngóc ở đó, hơi thăm dò một chút như thế, vậy còn có thể không bại lộ sao? Chỉ có thể hận tu vi của mình quá thấp ngay cả vị quỷ thần kia ở đâu cũng đều không nhìn thấy vậy thì làm sao có thể giúp tông chủ đánh nhau chứ tu sĩ nhân tộc quả nhiên là âm hiểm xảo trá nếu như ngươi còn có thể xuất thủ lúc này cần gì phải một mực canh giữ ở trong khoang thuyền nếu như ngươi không phải là trúng độc quá sâu vừa rồi cần gì phải để cho những kẻ phế vật kia đi tìm cái chết sắp chết đến nơi còn muốn chơi bực mánh khóe này ta ngược lại muốn xem xem trái tim của người cứng rắn cỡ nào chứ. Quả nhiên, chỉ mới dàn co có một thoáng, vị quỷ thần kia âm trầm nở nụ cười, nói vài câu liên tiếp, khiến cho trong lòng của mấy người phương quý cùng với lão đan sư cổ thông phát chìm. Thầm hô lỗ tẩy rồi, sau đó liền nghe được bên ngoài khoang thuyền, sương mù đen càng cuồn cuộn mà đến. Trong sương mù đen có mấy đạo ma ảnh tùy thời tới gần, mắt thấy đã sắp tiến vào trong khoang thuyền. Xem ra vị quỷ thần kia nói rất có lòng tin Cũng vẫn vô cùng kiên kỵ tông chủ Thái Bà Tông Cho nên lúc này không dám dùng chân thân công kích Mà là chuẩn bị phái mấy đạo ma ảnh tiến đến thăm dò Nhưng cho dù là như vậy Vậy thì chỉ sợ cũng sẽ lập tức dạch trần cục diện Ngược lại tông chủ Thái Bà Tông Tuy là nhìn thấy ma ảnh lạc lừ sắp đánh tới Thần sắc vẫn rất bình tĩnh nhàn nhã đứng nơi đó phần bản lĩnh này lập tức khiến cho Phương Quý hâm mộ một trận, chỉ tiếc là hắn không biết tông chủ chỉ có thể cố gắng đứng không ngã, không thể làm gì, thế là hắn chỉ có thể cắn răng xong về phía trước. Nghĩ thầm, tốt xấu trước thì cũng phải thay tông chủ đối phó với mấy đạo ma ảnh này rồi lại nói sao. Vì quỷ thần cấp độ kia chính mình chơi không lại, chẳng lẽ là ma ảnh đi theo bên người của quỷ thần, mình cũng không giết được sao? Lúc này, Phương Quý âm thầm cắn răng, chuẩn bị liều mạng. Bất quá, cũng vào lúc hắn sắp xong ra ngoài, tông chủ Thái bà Tông bỗng nhiên đưa tay, nhẹ nhàng đè xuống bả vai của Phương Quý. Phương Quý lộ ra sắc mặt kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy tông chủ thái bà Tông nhẹ nhàng cười cười, chỉ chỉ ra bên ngoài nói, đã không cần. Phương Quý hơi sững sờ, còn chưa kịp phản ứng, chợt nghe được một tràng tiếng sáo du dương. Tiếng sáo kia dường như có một loại ma lực nào đó rõ ràng nghe cực xa, nhưng mà hết lần này tới lần khác lại du dương truyền vào trong khoang thuyền, tầng tầng sương mù đen thế mà không ngăn được tiếng sáo này. Đáng sợ nhất, lần theo tiếng sáo kia truyền tới trong sương mù đen phía ngoài, ma ảnh giống như là bầy cá thế mà bỗng nhiên đại loạn, giống như lập tức trở thành con ruồi không đầu bay tán loạn khắp nơi. Nhất là mấy đạo ma ảnh mới vừa rồi còn muốn xông vào thuyền pháp kia. Càng là giống như là một bầy rối bị giật dây, chợt đụng đầu vào trên khoang thuyền, lại đụng đầu cùng với những ma ảnh khác. Chương 611 Thiên Kiêu Đông Thổ Người đến là ai? Lại dám làm loạn ma trận của ta chứ? Trong sương mù đen bên ngoài, tuôn ra từng tầng từng tầng, gian lên một tiếng hét lớn của bạch phát quỷ thần, dường như là có một chút kinh hoàng. Vừa rồi ta để cho ngươi tiến đến Ngươi lại không dám Hiện tại Ngược lại tông chủ Thái Bạch Tông Sau khi nghe thấy tiếng sáo kia Trên mặt lộ ý cười nhàn nhạt Trực tiếp dắt tay phương quý Ngồi vào trong khoang thuyền Nhẹ nhàng nâng tay áo Lao đi một tầng mồ hôi lạnh trên trán Nhưng thanh năm vẫn duy trì bình tĩnh Ngươi chỉ sợ Là không có cơ hội tiến vào Lão đan sư cổ thông Nghe tiếng sáo kia rốt cục cũng hoàng hồn một chút vừa mừng vừa sợ hỏi người người tới là ai tông chủ thái bà tông cười khẽ một tiếng nói là người trợ giúp ta mời đến trợ giúp à nghe được hai chữ này lão đan sư cổ thông cùng với phương quý đều tràn đầy kinh hỷ bọn hắn bỗng nhiên nghĩ tới vào lúc tông chủ thái bà tông cùng với bà thạch trưởng lão từ biệt đưa một phong thư cho bà thạch trưởng lão chẳng lẽ đó chính là thư mời người trợ giúp sao mà ngẫm lại cũng đúng nếu đã sớm đoán được sẽ có yêu ma đột kích tông chủ thái bạch tông làm như thế nào có thể không tiến hành chuẩn bị chứ trước đó người trợ giúp mà lão đan sư cổ thông mời đến đến tột cùng là dạng gì tất cả mọi người đều đã nhìn vào trong mắt không muốn nói thêm nhưng bây giờ người trợ giúp mà tông chủ thái bạch tông vừa đến thì lại làm cho người ta mừng rỡ không thôi mặc dù người trợ giúp của hắn tới chậm hơn người trợ giúp của lão đan sư cổ thông một chút nhưng trong một cái chớp mắt tiếng sáo kia vang lên liền có thể phát giác được người đến cùng với người mà lão đan sư cổ thông mời tới trợ giúp tuyệt đối không cùng một cấp bậc thế mà có thể dùng tiếng sáo đảo loạn ma trận của quỷ thần trong lúc bọn hắn nói chuyện chỉ nghe thấy bên ngoài thuyền pháp ma ảnh lay động quỷ khóc thần gào từng đợt sương đen quấy đảo thê lương dị thường ngay cả ma ảnh chung quanh thuyền pháp cũng đều ít đi rất nhiều giống như là đều bị bạch phát quỷ thần đều đi dây công người thổi sáo kia, mà tiếng sáo giờ lúc này cũng đã biến đổi âm điệu du dương réo rắc, giống như một sợi tơ vàng quấn quanh núi lớn đang đánh nhau kịch liệt cùng với mây đèn. giản dạng, dạng từ thanh năm mà nói khó mà biện bạch ai chiếm thượng phong. nhưng tiếng quỷ khóc thần gào càng vội vàng sao động lại càng phập phồng không yên. người người mời bậc cao nhân này từ chỗ nào vậy? Lão đan sư cổ thông nghe thấy động tĩnh kia đã là vừa mừng vừa sợ khẩn cấp hỏi. Lúc này trong lòng của hắn thật sự khó lý giải được, lấy cảnh giới của hắn, mặc dù không biết đánh nhau nhưng mà nhãn lực vẫn còn rõ, nghe được người đến có thực lực cường đại vô cùng đáng sợ, chỉ là tông chủ của mấy đại tiên môn đứng đầu An Châu như là U Minh đạo, Triều Thiên động, Cổ Nhạc tông cũng không có bản sự bực này. Tông chủ Thái Bạch Tông lại là làm sao mà tìm tới được chứ? Ba tháng trước, có một vị thiên kiêu Đông thổ mang theo mấy người bạn tiến về Trưng Châu bắt dược du lịch, tìm kiếm một khúc phổ cổ lão. Người này mặc dù có tuổi tác không lớn, nhưng mà tu vi tinh thâm, coi như là ở đông thổ, cũng có một chút thành danh. Tông chủ Thái Bạch Tông nghe tiếng sáo ở phía bên ngoài, giải thích cho lão đan sư cổ thông nghe. Thiên kiêu Đông thổ hả? lão đan sư cổ thông nghe thế liền mừng rỡ đó là bằng hữu của ngươi à hắn là giảng bối của ta đông chủ thái bà tông nói lúc trước ta suýt nữa đã trở thành chú của hắn câu nói này khiến cho lão đan sư cổ thông cùng với phương quý đều quay đầu nhìn về phía hắn ánh mắt trở nên cổ quái lão đan sư cổ thông chợt nhớ tới một chuyện kinh ngạc nói mà không đúng khoảng cách của trưng châu so với ở đây ít nhất cũng phải một dạng dẫm. Tông chủ Thái Bà Tông cười nói, đông thổ của thần thú tên là Tất Phương, dương cánh phù du, một ngày có thể đi 10 dạng dẫm. Mặc dù là bây giờ rất khó nhìn thấy Tất Phương thuần quyết, nhưng mà loại đại tộc đông thổ nuôi dưỡng không ít linh thú hỗn quyết. Cũng trời sinh am hiểu hành tẩu, một ngày 10 dạng dặm mặc dù không có khả năng, nhưng mà một dạng dặm vẫn là không thành vấn đề vào thời điểm ta gửi thư liền đã tính qua nếu như hắn đạt được thư lập tức chạy đến luôn luôn có thể đến kịp mặc dù hơi muộn một chút nhưng mà cũng không làm hỏng việc thần thú tất phương à lão đan sư cổ thông nghe thế sắc mặt càng trở nên kỳ dị bỗng nhiên cả kinh nói nuôi dưỡng tất phương đây không phải là khương gia đông thổ sao tông chủ thái bà tông cười nói đúng vậy lão đan sư cổ thông đã có một chút trận tròn mắt khi đó ngươi đã suýt nữa trở thành con rể của Khương gia sao?" Tông chủ Thái Bạch Tông gật đầu nhẹ, dường như có một chút cảm khái nói, "Vào thời điểm ta còn trẻ tuổi, vẫn có phần được nữ tử ưu ái. Phương Quý, còn có Tiểu Đồng, lão Đan sư Cổ Thông, lúc này trong mắt nhìn về phía Tông chủ Thái Bạch Tông đã tăng thêm sự sùng bái. Ngược lại, lão Đan sư Cổ Thông nghe lời nói của Tông chủ Thái Bạch Tông, lộ ra bộ dáng ngượng ngùng nhất là người đang thổi sáo ở phía ngoài khoang thuyền kia biểu lộ càng là rất phức tạp nửa ngày mới khinh thường mắng một câu khoác lác cái gì chứ còn không phải là cậu ta cứu mạng sao tông chủ thái bà tông không để ý đến lời của lão đan sư cổ thông mà là quay đầu sang nhìn phương quý cười hỏi bắt đầu từ tôn phủ mấy lão quái u minh đạo cổ nhạc tông triều thiên động đều từ chối không chịu tương trợ đi đến nơi này những tu sĩ mà lão đăng sư cổ thông mời tới nhìn thấy không ổn liền đã bỏ trốn mất dạng rồi người nhìn vào trong mắt phải chăng cũng cảm thấy trong lòng có một chút không thoải mái phương quý không nghĩ tới tông chủ thái bạch tông sẽ hỏi mình loại vấn đề này lập tức gật đầu không chút do dự hẳn nào chỉ cảm thấy không thoải mái nếu không phải là tu vi của mình thấp chính là đã cầm kiếm giết người rồi đám người mà lão đan sư cổ thông mời tới, ngược lại thì cũng thôi, dù sao thì bản sự cũng có hạn, nhưng mà mấy người u minh đạo kia lại quả thực khiến cho vương quý chán ghét. Nghe thấy có chỗ tốt, liền cùng với tông chủ Thái Bạch Tông đi đến tôn phủ, cũng không động thủ, chỉ là lộ cái mặt thôi, chờ đợi phân chỗ tốt. Kết quả tông chủ Thái Bạch Tông đại chiến một trận, đắc tội tôn phủ, lại trúng độc. Đến thời điểm cần bọn hắn giúp đỡ, bọn hắn lại bôi dầu vào trong lòng bàn chân chạy trốn. Người mà như vậy làm sao có thể không khiến cho người ta chán ghét chứ? Nhìn thiên kiêu đông thổ của người ta một chút đi, nhận được thư cầu trợ giúp, lập tức dược dạng dặm chạy đến để mà nghĩ cách cứu viện, đây là nghĩa khí cỡ nào chứ? Trên con đường tu hành, giao tế cùng với người khác cũng là một môn học vấn Tông chủ Thái Bà Tông nhìn Phương Quý cười nói, tu sĩ bắt dược sinh ra gian nan con đường tu hành khó khăn, làm việc ích kỷ một chút, thiển cần một chút cũng là có, nhưng có thật nhiều sự tình vẫn cần bọn hắn tới làm, mà Thiên Kiêu Đông Thổ có tài nguyên phong phú, tu hành đơn giản, từ trước tới giờ không thiếu tài nguyên, cũng không thiếu tiền bổ chỉ điểm, sư tôn hậu ái, cho nên so sánh cùng với người tu hành tại các địa phương khác cũng đều phóng khoáng hơn một chút. Chương 612 Khương Thanh Mà hạng người phóng khoáng là dễ sinh ra hào kiệt nhất hắn sợ lên đầu của vương quý nói cho nên ta muốn đưa ngươi đến đông thổ kinh lịch phong cảnh một phen tuổi tác của ngươi còn nhỏ thay vì làm bạn với cá nheo trong vùng nước đục bắt vực này chẳng bằng đi ra biển lớn dính một chút phóng khoáng chân chính đi đến đông thổ đi tìm lý nhi chơi sao nghe lời nói của tông chủ thái bà tông phương quý ngẩn người mê mẩn thậm chí còn khó nén vẻ tán thưởng hâm mộ cũng có một chút xuất thần từ khi hắn bắt đầu kết thành thần đạo trúc cơ tại thái bạch tông tông chủ thái bạch tông từng nói là muốn đưa hắn đi tới đông thổ chỉ là khi đó hắn dựa theo chỉ dẫn của đồng tiền ngược lại lựa chọn tôn phủ bây giờ tôn phủ đã là không thể đi mà dựa theo ý tứ của tông chủ thái bạch tông vẫn sẽ đưa hắn đến đông thổ một lần hắn không nhịn được mà nghĩ ngợi lung tung đi đến đông thổ thế nhưng là không quen chỉ nhận biết mỗi tiểu ly nhi thôi cũng không biết khi mà gặp lại nàng, nàng có đánh chết mình hay không chứ? Trước kia, Phương Quý ít hiểu biết đối với sự tình tu hành, cũng không quá coi cửu linh chính điển ra gì. Nhưng bây giờ, kiến thức từ từ tăng lên, tự nhiên cũng đã biết giá trị thực sự của cửu linh chính điển. ngẫm lại lúc trước, chính mình đã dùng mấy con thỏ để mà đổi được. Thật đúng là thông minh cơ linh, mà ngược lại, lúc đó tiểu Lý Nhi còn chưa kịp phản ứng. Sau khi mà đổi thỏ con, trang đầy cảm kích. Bất quả tuổi tác của nàng bây giờ cũng đã dần dần lớn, hẳn là không biết được tính nghiêm trọng của sự tình. Xem ra vị bằng hữu duy nhất tại đông thổ này tạm thời còn chưa thể đi gặp. Tông chủ Thái Bà Tông thấy Phương Quý nghe lời của mình nói, lộ ra bộ dáng giống như có điều suy nghĩ. Làm sao có thể biết hắn đang phân cao thấp về sự tình mấy con thỏ. Chỉ cho rằng hắn bị phong thái đông thổ trong lời nói của mình làm cho mê hoặc Ngược lại là cũng không ngại để cho hắn suy nghĩ nhẹ nhàng cười cười, liền nghiêng tai nghe trận đại chiến giữa sáu cùng với bạch phát quỷ thần ở bên ngoài khoang thuyền. Lắng nghe một hồi, trên mặt liền lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Thiên kiêu đồng thổ trưởng thành còn nhanh hơn sự tưởng tượng của mình. Nếu hắn đã tới, chắc là không sợ gì bạch phát quỷ thần này nữa. Lão đang sư cổ thông bên cạnh ngược lại vẫn lo lắng không thôi. Mặc dù đã biết người tới trợ giúp ở bên ngoài chính là thiên kiêu đồng thổ, thực lực tất nhiên bất phàm nhưng mà bốn đại quỷ thần mà tôn phủ cung phụng cũng không thể coi thường trong lòng khó tránh khỏi lo lắng dựng lỗ tai lên một mực nghe ngóng động tĩnh bên ngoài chỉ nghe thấy âm thanh quỷ khóc thần gào càng ngày càng mãnh liệt mà tiếng sáo kia thì mỗi một mực giảm thấp giống như là bị tiếng quỷ khóc áp chế vậy gương mặt mò cũng trở nên trắng bạch đột nhiên giao thời khắc tiếng quỷ khóc cùng với tiếng sáo kia đều kéo dài vô tận phản phất như đang so đấu lực lượng lần cuối cùng. Tiếng quỷ khóc đại thịnh giống như là lũ quét cuốn tới, mưa như trút nước mà xuống. Tiếng sáo thì réo rắc đung đưa, thỏa thích cất cao. Sau đó tiếng quỷ khóc đã tận, bắt đầu suy sụp, nhưng mà tiếng sáo vẫn là tiếp tục cất cao. Đột nhiên chuyển âm một cái, giống như là bay đến không trung vô tận, lại giống như là bỗng nhiên đâm ra một kiếm, kiếm ý chém thẳng tới tiếng quỷ khóc, khiến cho tiếng quỷ khóc suy sụp thế là trong khoảnh khắc tiếng quỷ khóc trở nên thê lương càng ngày càng thấp càng ngày càng yếu giống như là đang nhanh chóng rời đi mà ở bên ngoài khoang thuyền tầng tầng sương mù đen cũng tán đi thật nhanh ảnh trăng sáng trong bóng đêm lại trở nên yên tĩnh thắng rồi sao lão đăng sư cổ thông kích động đến mức râu ria đều rung lên không nhịn được đứng lên tông chủ thái bà tông nhẹ nhàng gật đầu cười nhẹ một tiếng nói nếu hắn dám đến, tự nhiên là sẽ thắng. Lại đợi một hồi, chỉ nghe thấy bên ngoài khoang thuyền, hoàn toàn yên tĩnh, tiếng quỷ khóc đã hoàn toàn biến mất, tiếng sáo tự nhiên cũng đã biến mất. Sau nửa ngày, ngược lại có tiếng lướt qua bầu trời truyền đến, sau đó có một giọng nói trẻ trung, cung kính, vang lên ở bên ngoài khoang thuyền. Giảng bối, Khương Thanh, xin chào Thái Bạch Triệu Thúc Thúc chỉ vì tu vi của tiểu chất không đủ vẫn khiến cho yêu ma kia chạy trốn xin triệu thúc thúc thứ tội cho khương hiền chất không cần đa lễ ngươi nhận được truyền thư kịp thời chạy đến để mà cứu giúp ta cảm ơn người mới đúng tông chủ thái bà tông cười ha hả bảo phương quý dán rèm thuyền pháp lên phương quý thừa cơ nhìn ra phía ngoài chỉ thấy trong bầu trời đêm đang có một vị thiếu niên dáng người thẳng tắp lẳng lặng đứng trong hư không gió đêm thổi phần phật giặt áo của hắn bay lên, nhìn không rõ ràng bộ dáng, chỉ cảm thấy khuôn mặt của hắn tuấn mỹ, thần thái bình thản Chỉ đứng trong hư không, liền ngay cả ánh trăng chung quanh cũng đều giống như sáng hơn rất nhiều. Bên hồng, dắt một cây sáo trúc, lộ ra dáng vẻ ôn tồn lễ độ, phong độ nhẹ nhàng. Người trẻ tuổi kia nhìn thấy phương quý dán rèm khoan thuyền lên, nhưng cũng không có tiếng dạo, chỉ chắp tay bên ngoài nói. Triệu thúc thúc quá khách khí, không nói Khương Gia năm đó thiếu nợ người, chỉ nói đến 30 năm trước, nếu không có triệu thúc thúc, đưa ta từ Đông Thổ đến đây, dạy ta 3 năm, chỉ sợ là tiểu chất không thể trổ hết tài năng từ trong tiểu bối của Khương Gia. Cơ hội được thúc tổ coi trọng, triệu thúc thúc có nửa ân sư đồ với ta. Cô cô cũng đã từng cố ý dặn dò ta, đi đến Bắc giật, nhìn thấy triệu thúc thúc, tất nhiên phá hành lễ đệ tử. Tông chủ Thái bà Tông thấy hắn không chịu tiến vào thuyền Pháp, lại nghe hắn nói như vậy, liền ẩn ẩn hiểu được điều gì, cười nói. Lúc đầu ta dạy ngươi ba năm cũng là bởi vì thể hiện của cô cô ngươi không cần quá mức để trong lòng, trận chiến này ngươi không có bị thương chứ. Người trẻ tuổi kia nói, một chút vết thương nhỏ cũng không dướng bận, đa tạ triệu thuốc thuốc quan tâm. Tông chủ thay bà Tông nhíu mày, nhìn lão đan sư cổ thông một chút nói, vị tiền bối họ cổ này am hiểu đàn đạo, Người trẻ tu kia nói, tiểu chất có mang theo đang dược trên người, không cần triệu thuốc thuốc phải phi sức. Tông chủ Thái Bà Tông nghe vậy, liền không đề cập tới chuyện này nữa, khẽ trầm mặt một chút bỗng nhiên nói. Nửa năm sau, chính là thời điểm ngươi giao thủ cùng với người tần gia có phải không? Người trẻ tu kỳ nói, thúc tổ đề bạc đã chọn trúng tiểu chất. Tông chủ Thái Bà Tông hỏi, đối thủ là ai? Người trẻ tu kỳ nói, là tần gia giáp công tử, Tông chủ Thái Bạch Tông gật đầu nhẹ nói, Người có nắm chắc hay không vậy? Người trẻ tuổi kia bình tĩnh nói, Giáp công tử mặc dù rất kinh diễm, Nhưng mà tiểu chất dù sao cũng lớn hơn hắn rất nhiều. Tông chủ Thái Bạch Tông cười cười, Không còn nhiều lời nữa nói, Đã như vậy, Người vẫn phải lấy đại cục làm trọng, Lúc này ngươi tuyệt đối, Không thể thụ thương, Nếu không sẽ làm trễ nại đại sự của hai nhà khương tận, Thái Bạch Tông nho nhỏ của chúng ta, Không thể đảm đường nổi đâu. Chương 613 Người trẻ tuổi kia nghe thế Ngược lại cảm thấy nào nào nói Triệu thúc thúc gặp nạn Tiểu chất nên đi theo hộ tống Không 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 cần Tông chủ Thái Bà Tông nói Người Thái Bà Tông cũng sắp đến rồi Người giúp ta đánh lưu quỷ thần tôn phủ Đã là giúp một đại ân rồi Người trẻ tuổi kia Trầm mặt một hồi chắp tay dái chào một lần nữa nói Nếu như thế, sau này tiểu chất lại đến bái phỏng triệu thúc thúc. Tông chủ Thái bà Tông cười, phất phất tay áo nói, đi đi thôi. Đa tạ triệu thúc thúc, người trẻ tuổi kia giái chào tạm biệt, ở một nơi xa, chợt có một trận gió mát phất phơ thổi, quấn hắn vào bên trong, đợi cho từng cơn gió nhẹ kia thổi qua, thân hình của hắn đã không thấy. Phương quý vẫn luôn trừng mắt theo dõi hắn, thế mà cũng không biết hắn rời đi như thế nào. Ai thế không biết nữa. Phương quý bỏ rèm xuống đi trở về lúc đầu nghe tông chủ thái bà tông nói chuyện hắn cũng rất hiếu kỳ đối với vị thiên kiêu đông thổ này nhưng cũng không biết tại sao nghe thiếu niên khương gia nói chuyện cùng với tông chủ lại không hiểu sao có một chút không thích đối với người này chỉ là dù sao người này xác thực đã xuất hiện kịp thời giúp tông chủ thái bà tông đánh lui bạch phát quỷ thần giải trừ nguy hiểm cho nên hắn cũng chỉ có thể nói thầm một tiếng không tiện nói gì khác thái bạch lão hữu cái người trẻ tuổi tới từ đông thổ này có vẻ rất kiêu ngạo đó. Liền ngay cả lão đan sư cổ thông đều trầm mặt một hồi mới nói một tiếng với tông chủ Thái Bà Tông. Tông chủ Thái Bà Tông ngược lại chỉ là nhẹ nhàng cười cười nói. Hắn cũng là một đứa nhỏ tốt. 30 năm trước cô cô của hắn gửi thư nhờ ta dạy hắn một chút. Khi đó hắn vẫn là một đứa nhỏ hiểu biết lễ nghĩa chỉ bất quá sau khi mà hắn trở về đông thổ rất nhanh liền triển lộ tài hoa được một vị lão tổ khương gia nhìn trúng địa vị thăng quá nhanh lại biết được một chút chuyện xưa cho nên không biết đối mặt với ta như thế nào lão đang sư cổ thông hư một tiếng nói hắn có thể giết chết vị quỷ thần kia đúng không vậy cũng không trách hắn được tông chủ thái bà tông cười cười nói hắn mặc dù có thể cưỡng ép giết chết vị quỷ thần kia nhưng mà kể từ đó chỉ sợ là bản thân hắn cũng sẽ bị thương dù sao thì vào giữa năm sau, hắn phải đại biểu cho Khương Gia giao thủ cùng với Tần Gia. Chắc hẳn là trong lòng của hắn cũng rất trân quý cơ hội này. Tông chủ Thái Bà Tông càng nói chuyện thay cho người trẻ tuổi kia, lão đan sư cổ thông, ngược lại càng không hài lòng. Phương Quý bên cạnh nghe vậy lại cảm thấy cái lão đan sư cổ thông nói trúng tâm sự của mình, càng có một chút bất mãn đối với người trẻ tuổi kia mà vào lúc nghe được người này muốn giao thủ cùng với tần gia giáp công tử trong lòng càng cảm thấy nao nao nghĩ thầm cái vị giáp công tử này có phải là người mình đã từng nhìn thấy trước kia hay không thoáng một cái hồi ức về mấy ngày ở chung với tiểu lý nhi hiện lên người trẻ tuổi đông thổ mặc dù tới cũng nhanh đi cũng nhanh nhưng mà dù sao thì hắn cũng đã đánh lui tôn phủ bạch phát quỷ thần tạm thời giải trừ nguy cơ lão đan sư cổ thông cũng thoáng yên tâm vội vàng thúc giục thuyền pháp nhanh chóng bay về phía đan quả tông lúc trước ngươi nói người của thái bà tông sắp đến là thật sao lại nói vị sư đệ nhà ngươi kia có tới hay không vậy nếu như hắn tới vậy thì không cần phải sợ quỷ thần tôn phủ nữa rồi trên đường đi lão đan sư cổ thông không chịu ngồi yên không ngừng hỏi thăm sự lo lắng trong lòng vẫn chưa qua đi ai cũng đều thấy được vị bạch phát quỷ thần kia chính là tới thăm dò chắc hẳn là tôn phủ cũng không rõ ràng tông chủ thái bà tông rốt cuộc trúng độc nặng cỡ nào lại có cao nhân đi theo hộ về hay không bởi vậy mới phái hắn tới thử một chút hư thực giao thời điểm đột kích sau này thanh thế tất nhiên sẽ mạnh hơn mà một thuyền già trẻ phế nhân của bọn hắn này một vị bạch phát quỷ thần đều không ngăn cản nổi nếu như bốn đại quỷ thần đồng thời đột kích vậy thì phải làm sao bây giờ cũng may bây giờ biết tông chủ Thái Bạch Tông đã mời người trợ giúp ngược lại là yên tâm hơn không ít. Nhưng mà vẫn vội giả hỏi thăm không biết người tới là ai cũng không thể trùng hợp như lúc trước. Lại có vị thiên kiêu đồng thổ thứ hai vừa lúc ở Bắc Dược mà tông chủ Thái Bạch Tông còn nhận biết chứ. Những người khác có thể ngăn cản được quỷ thần tôn phủ coi như cũng không nhiều lắm. Nếu như kẻ họ mặt kia có thể đến là có thể sử dụng kiếm ngược lại là có thể bảo đảm an toàn nhưng mà hết lần này tới lần khác, con hàng kia đã... Sư đệ ta hẳn là sẽ không tới. Tông chủ thay bà Tông thở dài một tiếng, cũng có thể rõ ràng nghe ra được trong tiếng cảm thán này. Hơi có một chút ý thất lạc. Bất quá rất nhanh liền biến mất, lộ ra thần thái nhẹ nhõm nói. Bất quá nếu mấy người kia điều chạy tới mà nói, chắc hẳn là cũng có thể bảo hộ chúng ta chu toàn. Là ai thế? phương quý nghe vậy cũng có một chút hiếu kỳ vội vàng hỏi một câu tông chủ thái bà tông cười dỗ dỗ đầu hắn nói ngươi cũng biết hắn thế nhưng hắn đáng tin hơn sư tôn của ngươi nhiều tôn chủ hẳn là sẽ không đích thân xuất thủ chứ trong khoang thuyền nhất thời trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều lão đan sư cổ thông cũng không biết lấy ra một đống que tính từ nơi nào không ngừng lựa chọn chuyển chuyển tính toán vừa tính còn vừa hỏi tông chủ thái bà tông bên cạnh lộ ra vẻ mặt ngưng trọng quyền nhai tam xích hẳn là sẽ công đích thân xuất thủ lần này hẳn ở biên giới dân quốc ta chém 12 hai tà thần hắn ngược lại là thứ yếu trọng yếu nhất thì là thiệp chúc mừng mà ba vị tiền bối đưa cho hắn thấy được thiệp chúc mừng của ba vị tiền bối trong lòng của hắn hắn cũng đã rõ ràng từ giờ trở đi nếu như không phải là tình huống bất đắc dĩ hắn tất nhiên sẽ chỉ thành thật ở trong thần quyền thành. Dạng nhất dụng trộm chạy ra ngoài bị ba vị tiền bối giết đi. Vậy thì sẽ không biết đi đâu nói lý lẽ, coi như là dụ đảo, nếu không có chứng cứ cũng sẽ không cách nào bắt người khác. Tông chủ Thái Bạch Tông uống bách hoa nhưỡng của lão đan sư cổ thông, lộ ra tâm tình rất tốt, cười trả lời. Bắt giật không giống như đồng thủ, có quy củ không xuất thủ với người có cảnh giới thấp hơn nhưng mà mọi người vẫn ngầm hiểu một số đạo lý trước khi ba vị lão tuyền bối kia lên tiếng tu sĩ tôn phủ muốn làm thế nào thì làm nhưng mà nếu ba vị lão tiền bối đã lên tiếng mà để tôn lại một mực bế quan tôn phủ muốn làm việc tự nhiên phải thu lễ một chút đây cũng là nguyên nhân vì sao mà tôn chủ không đích thân xuất thủ mà chỉ phái cao thủ nguyên anh tôn phủ đuổi giết ta ba vị lão tuyền bối kia nhịn một lần hơn nghìn năm cũng thật sự là Lão đan sư cổ thông lắc đầu, lại chỉ nói có nửa câu, không tiếp tục nói cái gì, lại hỏi, những trưởng lão tôn phủ khác thì sao chứ? Chương 614 Âm thanh kiếm ma sát Tông chủ Thái Bà Tông cười nói, tôn phủ cung phụng tối thiểu hơn 10 vị trưởng lão kim đan đỉnh tim, chỉ tiếc là những trưởng lão này cũng đều có chức trách bên người, không thể phân tâm tùy ý càng quan trọng hơn là lần này tiến về tôn phủ ta liền thấy bên cạnh tôn chủ thế mà chỉ có bốn đại trưởng lão trong coi những trưởng lão khác một mực không thấy tâm hơi còn nhìn thấy một mảnh hỗn độn trong ma sơn dân quốc kia nếu như ta đoán không sai trước đó tôn phủ vì xong vào động phủ ma sơn đoạt được món bí bảo ma sơn kia tất nhiên đã tổn hại không ít nhân thủ rồi nói không chừng đã tống tiễn tính mệnh của mười mấy vị trưởng lão ở bên trong chỉ còn lại có bốn đại trưởng lão, nếu đều phải đi hết, vậy Tôn chủ liền phải phụ trách tất cả mọi chuyện phát sinh tại Tôn phủ. "Ồ, như vậy cũng đúng á." Lão đan sư cổ thông nói, lại rút một que tính ra, Cao mày nói thầm, "Chuyện này nói đến cũng rất kỳ lạ, nếu như Tôn phủ thật sự đã bỏ ra đại giới lớn vậy vì cái món bí bảo ma sơn kia, vậy thì sao lại nói món bí bảo kia không nằm trong tay của bọn hắn chứ?" Tông chủ Thái Bà Tông chỉ cười cười, không có trả lời vấn đề này. Chỉ quay đầu nhìn Phương Quý đang nằm trên người của anh đệ ngủ một cách thoải mái. Nếu như tôn chủ sẽ không đích thần xuất thủ mấy lão quái nguyên anh ẩn tàng trong tôn phủ An Châu kia cũng sẽ không ra tay. Coi như là những trưởng lão có chức trách trên người kia cũng sẽ không tùy tiện ra tay. Như vậy tôn phủ muốn mạng của người có thể phái ra cũng chỉ có... Lão đan sư cổ thông suy tính cầm từng que tính lên, cuối cùng ở trong tay chỉ còn có bốn que tính. Tông chủ Thái Bạch Tông gật đầu nhẹ nói, không sai, chỉ có bốn đại quỷ thần. Lão đan sư cổ thông lập tức chép miệng tắt lưỡi, trầm mặt không nói. Tông chủ Thái Bạch Tông ngược lại, đã suy nghĩ rõ ràng những vấn đề này, nhẹ nhàng nhấp một hớp rượu nói. Lúc ấy, vào thời điểm hỗn chiến, tình hình hỗn loạn, coi như là tôn chủ, cũng chỉ biết ta trúng độc tuyết nữ, lại không biết trúng bao nhiêu lại còn có thể xuất thủ hay không mà bốn đại quỷ thần nếu đã đến gây phiền phức chỉ có một hai vị quỷ thần đến là không có niềm tin chắc chắn gì đây cũng là nguyên nhân vì sao trong bốn đại quỷ thần chỉ có một vị tới trước bản ý của bọn hắn chính là thăm dò mà bước thăm dò đã đi qua bước kế tiếp chắc hẳn chính là bốn đại quỷ thần đồng thời chạy tới nói đến chỗ này hắn lại nhìn không được lắc đầu lẩm bẩm nói Bất quả, thái độ của vị quỷ thần này lại còn muốn cẩn thận hơn so với tưởng tượng của ta. Nói không chừng đã có một số sự tình chúng ta không biết được phát sinh. Bốn vị đại quỷ thần này hoặc là cũng đã bị thương, không thể phát huy ra được thực lực mạnh nhất. Hoặc là có vị quỷ thần nào đó vắng mặt, nhân số của bọn hắn không đầy đủ cho nên khiếp đảm. Phương quý đang ngủ bên cạnh, bỗng nhiên cười hắc hắc một tiếng, trở mình đạp chân trên đầu quan đề. Nếu đúng như người suy đoán, chúng ta ngược lại là đã gặp may. Lão đan sư cổ thông suy đoán một phen, suy nghĩ nửa ngày, bỗng nhiên lại tức giận, dứt què tính xuống sàn thuyền, lập tức nói. Tính đi tính lại, vẫn phải chịu chết, coi như chỉ có bốn đại quỷ thần đến đây, coi như bốn đại quỷ thần thật sự không tới được đầy đủ, chúng ta cũng không ngăn cản nổi. Người cũng không phải là không biết, tôn phủ cung phụng quỷ thần, chính là bởi vì quỷ thần khác biệt cùng với chúng ta, đều là sinh linh trời sinh sinh ra cường đại nhất là bốn đại quỷ thần này được tôn phủ an châu cung phụng bao nhiêu năm mặc dù là bọn hắn không thể tu luyện giống như tu sĩ nhân loại nhưng mà góp nhạc nội tình ở trong nhiều năm như vậy cũng tuyệt đối không phải là tu sĩ kim đan phổ thông có thể so sánh nhìn ra toàn bộ bắt giật ngoại trừ dạng quái thai trở về từ đông thổ như ngươi lại có mấy người có thể đối mặt với bọn hắn chứ người nói lúc này lại không động được còn có thể mời người nào tới đối phó với bọn hắn chứ? Kỳ thật, ở trong Bắc Dược cũng có không ít tu sĩ kim đan có thể đối phó với quỷ thần. Chỉ là phần lớn đều là kẻ thông minh, ẩn nấp không ra mà thôi. Bây giờ trong lúc cấp thiết, ta cũng xác thực, không có cách nào tìm được quá nhiều người tương trợ. Bất quá một hai người như vậy vẫn là có thể. Tông chủ Thái Bạch Tông cúi đầu suy tư một phen, giống như là xác định một chút, sau đó cười nói lão đan sư cổ thông thở hồng học nói lại thừa nước đục thả câu lại giả bộ thâm trầm lúc nào ngươi mới chịu sửa cái tật xấu vậy tông chủ thái bà tông cũng không ngại cười nói người dựa vào ăn mặc phật dựa vào mã vàng người tu hành vẫn cần phải có một chút bí ẩn chứ vào lúc bọn hắn đang nói chuyện thuyền pháp đã chạy tới một nửa địa giới của tiểu quốc bây giờ bóng đêm càng sâu trăng sao thanh lãnh ánh trăng rơi xuống từ trên trời dạng vật chung quanh yên tĩnh rõ ràng là một mảnh cảnh đẹp nhưng lại không hiểu sao khiến cho lòng người chìm xuống bay ở giữa không trung chỉ thấy mây trắng thổi qua không biết là thuyền pháp nhanh cỡ nào không hiểu sao khiến cho người ta cảm thấy áp lực tăng lên gấp bội giống như là có đồ vật gì một mực đi theo trong khi đang đi trong bầu trời đêm phía trước bên ngoài khoang thuyền bỗng nhiên truyền đến tiếng giang trong trẻo đặc biệt rõ ràng trong mảnh tĩnh lặng chết chóc này lão đăng sư cổ thông vừa định chợp mắt nghe được thanh năm này lập tức bừng tỉnh thất thanh nói tới rồi tông chủ thái bà tông cười cười nói không phải là quý thần tới mà là người trợ giúp đến rồi lão đăng sư cổ thông vội hỏi ai tới lúc này liền ngay cả phương quý cũng nhảy dựng lên rất muốn nhìn một chút người này có phải là người mình biết hay không mà vào lúc lão đăng sư cổ thông hỏi câu kia chỉ nghe thấy trong bầu trời đêm phía trước đinh đinh thùng thùng tiếng vang không dứt không giống như là tiếng đàn tỳ bà giống như là âm thanh gõ đồ sắt vậy nghe vào trong tay liền lộ ra một cổ cảm giác buồn bực ngán ngẩm lúc âm thanh vang lên cũng không thành làn điệu giống như là có một kẻ thấy nhàm chán lấy cái gì đó gõ chơi mà thôi đây là âm thanh kiếm ma sát sao Lão đan sư Cổ Thông lắng nghe, cũng không cần tông chủ Thái Bạch Tông trả lời, sắc mặt trở nên cổ quái hỏi: "Ngươi mời cái tên kia tới à?" Tông chủ Thái Bạch Tông cười nói: "Ta không muốn sớm nói cho ngươi, chính là bởi vì nguyên nhân này." Lão đan sư Cổ Thông tức giận nói: "Đồ nhi ngoan, quay đầu, không để cho người kia đi lên." Tiểu đồng bên cạnh nghe vậy, hứ một tiếng thầm nói: "Không để cho người ta đi lên, yêu ma tới ngài sẽ ngăn cản sao?" lão đan sư cổ thông nghe thế lập tức giận dữ đến mặt mũi trắng bệch phương quý ở bên cạnh đã có một chút không kềm nén được vội vàng hỏi người tới rốt cuộc là ai chứ chương 615 là một người đặc biệt phiền nhiễu không đợi cho tông chủ tha bạch tông trả lời lão đan sư cổ thông lạnh lùng mở miệng rõ ràng là bản lĩnh không cao lại mỗi ngày đều tìm người phàn nàn rõ ràng một thanh kiếm cũng đều luyện không tốt. Lại nhất định muốn luyện 49 thanh kiếm, rõ ràng ăn đan của lão phu, hết lần này tới lần khác, lại mỗi ngày nói xấu ta. Hắn còn chưa nói hết lời, bên ngoài khoang thuyền bỗng nhiên có một thanh năm lười biến gian lên. Mỗi ngày đều nói với người khác là ta nói xấu ngươi, kết quả thì sao, ta còn chưa mở lời, ngươi ngược lại nói xấu ta với người khác. Ta cũng rất đáng thương chứ, vì cứu tính mệnh của các ngươi hơn nửa đêm chịu gió lạnh chờ ở đây hơn một canh giờ rồi còn chưa kịp chào hỏi nghe thấy có người mắng nhiếc ta rồi tông chủ thái bà tông nghe thanh năm kia liền đứng dậy chắp tay với người bên ngoài khoang thuyền nói tiêu đạo hữu người quả nhiên đã tới ở bên ngoài khoang thuyền thanh năm kia vang lên triệu chân hồ xếp hạng thứ ba trong thất thánh bắt dực đích thân cầu ta trợ giúp Ta làm sao có thể không đến chứ, nếu ta không đến, lại há có thể nhìn thấy hai người lão đăng sư cổ thông, xếp hạng thứ nhất, cùng với triệu chân hồ xếp hạng thứ ba trong thất thánh bắt dực gặp khó khăn sao. <laughs> xếp hạng thứ nhất, cùng với xếp hạng thứ ba, đào mệnh như chó nhà có tan vậy, để cho một kẻ xếp hạng thứ bảy như ta tới cứu, thật là thú vị. Ngươi nghe một chút đi, ngươi nghe một chút đi. Lão đăng sư cổ thông nhìn không nổi, chỉ ra bên ngoài khoan thuyền nói, đó, đây chính là tiếng người sao? Tông chủ thay bà Tông cười cười, ra hiệu cho lão đan sư cổ thông đừng dội, nói Tiêu đạo hữu, ở bên ngoài khoang thuyền lạnh lắm, không bằng là đi vào rồi hãy nói Không vào đâu Người bên ngoài khoang thuyền trả lời gọn gàng, linh hoạt nói Ta xếp hạng ở cuối cùng, nào có tư cách leo lên thuyền pháp của đại nhân vật xếp hạng thứ nhất chứ Chà, cũng không biết trong đầu của người xếp hạng kia chất cái gì mặt phế nhân xếp phía trên ta thì cũng thôi đi ngay cả lão già họm hẹm chỉ biết luyện đàn một kiếm cũng đều là không tiếp nổi cũng có thể ngồi ở vị trí thứ nhất có còn có thiên lý nữa hay không vậy đó không chịu nổi mà lão đan sư cổ thông càng nghe càng giận hẹt lớn tiểu đồ ngoan lấy cái chài giả thuốc đến đây ta đi ra liều mảng dáng coi tiểu đồng bên cạnh mang một cây chài giả thuốc màu đen đưa tới đây lão đan sư cổ thông giận dữ mặt đỏ rần quát ta muốn cây màu vàng kìa tiểu đồng nói màu vàng không có mang theo chỉ mang theo cây này thôi lão đan sư cổ thông gầm thét ta muốn cây kia tiểu đồng cười lạnh một tiếng thu chài giả thuốc màu đen về không còn để ý tới hắn lúc này phương quý cũng đã hiếu kỳ nhìn ra phía ngoài chỉ thấy trong gió đêm bên ngoài đang có một nam tử áo trắng nhìn khoảng trên dưới 30, mươi quể quải ngồi trên một hộp kiếm, chỉ là hộp kiếm này khác biệt với hộp kiếm bình thường, không chỉ lớn hơn gấp 10 lần, hộp kiếm của người bình thường cũng có thể trực tiếp giác trên lưng, thuận tiện cho việc lấy kiếm. Nhưng mà nếu giác hộp kiếm của người này ở trên lưng, liền trên cơ bản không nhìn thấy người đâu. Lúc này, hắn ngồi trên hộp kiếm cũng có vẻ bình thường hơn rất nhiều. Này, chào ngươi! Phương Quý nhìn bộ dáng cúi đầu ủ rũ của nam tử này ngược lại là cảm thấy có một chút thú vị cười hì hì lên tiếng chào hỏi nam tử kia ngẩng đầu nhìn phương quý một chút lười biển nói ngươi là cái tên tiểu quỷ chui ra từ đâu vậy cái gì mà gọi là tiểu quỷ phương quý nghe thế lập tức bất mãn nói ta là đệ tử chân truyền thái bạch tông truyền nhân duy nhất của thái bạch cửu kiếm người đã quét ngang tất cả quyết mạch tôn vũ tại tôn vũ an châu được mọi người tôn xưng đệ nhất nhân dưới kim đan ngọc diện tiểu lan quân phương quý phương lão gia vô địch quét ngang người cùng thế hệ An Châu. Nam tử áo trắng kia nghe lời nói của phương quý cũng có một chút phát mộng, kinh ngạc ngẩng đầu lên hỏi. Ngươi là phương quý à? Phương quý đứng lên, chắp hai tay sau lưng ngạo nghệ nói. Chính là ta. Nam tử áo trắng nói. Danh tự thật thối. Phương quý lập tức giận dữ, dùng một tay nhấc hát thạch kiếm lên quát hỏi nam tử áo trắng. Ngươi có đồ đệ không? muốn nói đến đồ đệ của ta hả? Nam tử áo trắng ngược lại thoáng một chút hào hứng ngạo nghệ nói, đó cũng không phải là người bình thường, mặc dù ta bị người xa lánh chỉ xếp ở vị trí cuối cùng trong thất thánh bắt giật nhưng mà vị đệ tử kia của ta lại có thiên tư kinh diễm, tuyệt đối có thể xếp tại ba vị trí đầu trong thất thánh. Mọi người đều nói là thất tiểu thánh, ngươi lại nhất định phải nói là thất thánh. Phương quý cười lạnh, huống hồ người ngay cả khoác lát cho đệ tử cũng không dám khoác lát thành thứ nhất vậy thì người khoác lát như vậy còn có ý tứ gì chứ ngươi nam tử áo trắng cảm thấy nào nào có một chút buồn bực bất quá sau đó liền lại cười nói tiểu tử nói không sai khoác lát cũng phải tự lượng sức giống như ta còn dám nói đệ tử nhà mình nằm ở trong ba vị trí đầu mà kẻ xếp ở vị trí thứ nhất kia có dám nói đệ tử nhà của mình không phải là thứ nhất đếm ngược sao phương quý nghe thấy thế lập tức cảm thấy mới lạ nhìn nam tử kia cùng nhau cười to trong khoang thuyền tiểu đồng đang theo dõi lửa trong thần lô bỗng nhiên nổi giận đang yên đang lành lại sao nói tới trên người của mình chứ mặt của tiểu đồng tối sầm không nói một lời liền từ bên cạnh lấy ra một cây chài giả thuốc màu vàng bỏ vào trong tay của lão đan sư cổ thông nói sư phụ ngài đi đi lão đan sư cổ thông cầm chài giả thuốc màu vàng trong tay lập tức tràn đầy xấu hổ nhỏ giọng nói đồ nhi ngoan người không thể như vậy Nam tử áo trắng ngồi trên hộp kiếm kia vừa đến mặc dù lập tức nói không ngừng khiến cho lão đan sư cổ thông tức giận đỉnh đầu bóc quả nhưng mà có hắn hộ tống trên đường đi người trong khoang thuyền dù sao vẫn an tâm hơn rất nhiều Nam tử này cũng không đi vào trong khoang thuyền chỉ là ngồi trên hộp kiếm cưỡi mây mà bay bên ngoài liền ngay cả Phương Quý cũng đều nhìn ra hắn thật ra là bên ngoài khoang thuyền mới thuận tiện quan sát động tĩnh chung quanh. Nhưng mà hắn hết lần này tới lần khác lại nói cái gì chính mình xếp vị trí cuối cùng trong thất thánh, thánh. Không có tư cách tiến vào trong thuyền của lão đan sư cổ thông đứng đầu thất thánh, thánh. Lúc nói chuyện với lão đan sư cổ thông lạnh nhạt, không nể mặt mũi thì không nói. Vào thời điểm nói chuyện với tông chủ Thái Bạch Tông cũng là không ngừng trào phúng. Nhất định phải nói cái gì tông chủ Thái Bạch Tông lúc trước sau khi trở về từ Đông Thổ kỳ thật không có chiến tích trói mắt gì. Ở trong mấy trận đại chiến thành danh kia đều là do kẻ làm sư đệ Mạc Cửu Ca đánh ra. Cho nên Tông Chủ Thái Bạch Tông xếp vị trí thứ ba, kỳ thật đã chiếm tiện nghi của sư đệ hắn. Mà bây giờ thì sao chứ? Sư đệ của hắn đã trở thành phế nhân. Theo đạo lý, xếp hạng của hai vị sư huynh đệ này phải giảm đi một bậc mới đúng. Kết quả hai người kia chính là giả dờ ngay ngốc, nhất định phải bám ở vị trí cũ nói rằng không biết vô liêm sĩ vậy thì cũng không sai biệt lắm. Chương 616 Tiêu Kiếm Quyền Nghe đối phương nói thế, tông chủ thay bạch tông không tiện nói cái gì, cười khổ ngậm miệng. Ngược lại là phương quý, hàng quyên vài câu cùng với hắn cũng chậm chậm thăm dò ra nội tình của người này, trong lòng vô cùng cảm khái. Tiêu Kiếm Quyền, đại kiếm khách bắt giật đỉnh tiêm tu thất tinh kiếm đạo được tôn sư truyền cho bảy thanh cổ kiếm từng cầm bảy thanh cổ kiếm này đấu pháp cùng với tôn chủ Hồ Châu không có bị đánh chết. Cho nên, danh tiếng gian xa, lúc đầu tự xưng là đệ nhất kiếm bắt giật, nhưng mà về sau, thua dưới kiếm mạc cửu ca, trở về từ đông thổ, nhất thời rất mất mặt. Cũng kể từ đó, kiếm đạo của hắn thay đổi rất lớn. vốn dùng bảy kiếm, về sau lại một mực si mê với các thanh cổ kiếm nổi danh. Bây giờ đã có 49 thành, đúng như lời của hắn nói, một thân bản lĩnh cũng mạnh hơn gấp 7 so với trước đó. Chỉ tiếc, sau khi hắn tu thành 49 kiếm, lúc đi tìm Mạc Cửu Ca, phát hiện ra Mạc Cửu Ca đã phế đi. Thế là thất lạc đến cực điểm, ở trước nhà tranh Mạc Cửu Ca, hai người không có nói gì. Uống 49 giò rượu, cuối cùng say bất tỉnh nhân sự, ngủ một đêm ở trong ổ của lợn rừng. Ngày thứ hai, ảm đạm trở về, xưng hào đệ nhất kiếm, không có đoạt lại được ngược lại không hiểu sao trở thành hảo bằng hữu thái bà tông bây giờ tông chủ thái bà tông gặp nạn trong thất thánh chỉ đưa tin cho một mình hắn một là bởi vì hắn có khoảng cách rất gần hai nữa là bởi vì hiểu rõ tính tình của hắn biết hắn tất nhiên sẽ đến thật sự cũng đã chứng minh ánh mắt của tông chủ thái bà tông hắn quả nhiên mang theo kiểm tới Phương Quý nghe qua sự tình về mạc cửu ca đã sắp nghe phiền, bây giờ hiểu rõ vị tiêu kiếm quyên này, trong lòng không khỏi thầm nghĩ. vị lão ca này nói chuyện làm cho người ta tức giận như thế, thế mà sống đến bây giờ cũng đều không có bị người đánh chết. Còn có thể sưu tập được 49 thành cổ kiếm, xem ra bản lĩnh của thất tiểu thánh quả nhiên không nhỏ. Nói không chừng cái tên gia quả này thật sự có thể đối phó với quỷ thần tôn phủ cũng khó nói gió đêm gào thét lạnh thấu xương thuyền pháp bay thẳng về một phương hướng ở trong tiêu quốc đã được bốn năm canh giờ mà bỗng đêm cũng trở nên càng lúc càng sâu chính là thời điểm tối tăm nhất trước khi tờ mờ sáng liền ngay cả vương quý đã nói chuyện phiếm với nam tử áo trắng tiêu kiếm nguyên này một chút hơi chán quay vào trong thuyền pháp tiếp tục ngủ ngược lại tông chủ thái bà tông vào lúc này ngược lại rất có tinh thần đã có mấy lần vô tình nhìn ra phía ngoài nhưng kết quả ở bên ngoài khoang thuyền vẫn là rỗng tuếch, lông mày của hắn cũng hơi nhíu lại. Đang vào thời điểm không có tiếng động, ở bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng kêu quái dị, tất cả mọi người trong khoang thuyền đều lập tức bị đánh thức. Đã, đã xảy ra chuyện gì nữa? Lão đan sư cổ thông rung giọng hỏi rằng đánh vào nhau. Không có việc gì, chém một con quả mà thôi, Bên ngoài khoang thuyền gian lên thanh âm nhàn nhạt của tiêu kiếm quyền sau đó cười nói Đã dọa sợ ngươi à? Lão phù làm sao bị dọa sợ chứ? Lão đang sự cổ thông giận dữ ngừng một chút lại hỏi Ngươi rảnh quá hay sao mà đi chém quả vậy? Con quả kia bay theo chúng ta ba ngàn dặm đường rồi Tiêu kiếm quyền nhàn nhạt mở miệng lập tức khiến cho khoang thuyền im ắng sau đó lại nghe hắn nói Hơn nữa không chỉ có một con đâu Sắc mặt của tông chủ Thái bà Tông ngưng lại, phương quý cũng có một chút giật mình, vội vàng đi tới mạng thuyền nhìn. Chỉ thấy tiêu kiếm quyên đang ngồi trên hộp kiếm, buông thỏng đầu, giống như là cúi đầu trầm tư. Sau nửa ngày, hắn đột nhiên nhấc một ngón tay, trong hộp kiếm phía dưới liền đột ngột có một đạo thiểm điện sáng lên. Một đạo phi kiếm bay ra mười dặm trong chốc lát, chém về một nơi tối tăm. Nơi đó dường như không có gì, chỉ có một mảnh bóng tối nồng đậm nhưng ở chỗ kiếm quang chém tới chợt vang lên một tiếng hét thảm sau đó máu đen phun tung tóe thi thể một con quả lớn bằng một con bê rơi xuống từ giữa không trung mà sau khi chém giết con quả này tiêu kiếm quyên không ngừng một chút nào liên tục dung dậy ngón tay trong hộp kiếm liền không ngừng có phi kiếm bay ra giống như là chớp bay trong trời đêm xen lẫn như lưới mà chung quanh trên dưới trái phải trong hai ba mươi dặm liền thỉnh thoảng có tiếng kêu quái dị vang lên chỉ thấy trong bầu trời đêm trong bóng tối phía dưới trong mây trắng trong sương đêm lúc nào cũng có quả rơi xuống nhào nhào như mưa trong khoảnh khắc hắn thế mà đã chém giết mấy chục con quả quỷ dị mà nếu không phải có hắn nhắc nhở người trong thuyền pháp thậm chí cũng không biết có nhiều con quả như vậy nhìn chằm chằm bọn hắn trên đường đi vị thiếu niên đồng thủ kia quả nhiên đã rời đi rồi Thái Bạch Tông, Triệu chân Nhân, giá đỡ của người lớn như thế lại chỉ mời tới một người hộ pháp không biết tự lượng sức mình như vậy sao? Mà cũng không thể trách ngươi rồi, quyết mạch bắt giật thấp kém có thể khiến cho người ta nhìn vào mắt vốn đã ít. Có một người như vậy đến đã là rất hiếm thấy rồi. Mà theo những con quạ kia nhào nhào rơi xuống đất, chung quanh cũng không trở nên an bình. Ngược lại là còn giống như chọc phải tổ ong dò dẻ vậy. Mây đen đột nhiên phun trào, cũng không biết từ đâu tới, giống như chui ra từ trong gió, trong chốc lát liền từ bốn phương tám hướng tụ đến. Dây chiếc thuyền Pháp vào giữa, ở sâu trong tầng mây đen, có tiếng cười khàn khắc, quái dị dàn lên, rung rợn truyền tới từ ba phương hướng. Mau, dừng, dừng lại đi. Lão đang sư cổ thông, dội dạ hét lớn, bảo tiểu đồng ngừng thuyền Pháp. Nếu như ngừng chậm một chút nữa, chiếc thuyền Pháp này trực tiếp đâm đầu vào trong mây đen ba cái sắc mặt của lão đan sư cổ thông tái xanh ta nghe được ba âm thanh đó là đó là ba đại quỷ thần đều tới rồi chỉ là ta suy đoán có ba đại quỷ thần mà thôi nói không chừng còn có một kẻ đang ẩn trong bóng tối tông chủ thái bà tông bình tĩnh trả lời chỉ là trên mặt cũng không có nụ cười lão đan sư cổ thông kinh hãi đến mức râu ria đều dởn lên hạ giọng nói vậy thì người giúp đỡ khác đâu Tông chủ Thái Bà Tông bất đắc dĩ cười một tiếng nói. Trước đó ta không để ý đến một vấn đề. Lão Đăng Sư Cổ Thông vội hỏi. Vấn đề gì? Tông chủ Thái Bà Tông thở dài một tiếng nói. Người giúp đỡ kia di chuyển rất chậm. Vậy, vậy phải làm sao mới ổn đây chứ? Lão Đăng Sư Cổ Thông lo lắng, nhìn thoáng ra bên ngoài khoang thuyền, hạ giọng nói. Chỉ bằng và một mình hắn là không thể được rồi. Bằng và một mình ta, tự nhiên cũng không ngăn được bốn đại quỷ thần tôn phủ ăn châu đâu. Lão đang sư cổ thông còn chưa nói hết lời, liền nghe được thanh năm của tiêu kiếm quyền gian lên phía bên ngoài khoang thuyền. Bất quá, chỉ cần ta có thể ngăn lại nhất thời nửa khắc, sau đó lại toàn thân trở ra, vậy xếp hạng của ta vô luận thế nào cũng nên nâng lên một bậc có đúng không? Đúng, ta ngược lại suýt nữa đã quên mất rồi. Nếu như hai người các ngươi đều chết tại nơi đây, vậy thì xếp hạng của ta sẽ tăng lên hai bậc, sẽ trở thành thứ năm rồi. Các bạn vừa nghe xong tập 78 Trọng luyện Cửu Thiên. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.